xin chào mọi người, đây giới thiệu một chút, đây là ba bạn trong team Maric Pro thi đấu ngày hôm nay. Thì ba bạn đều giành trong top 10 rất là mạnh, đặc biệt là Trương Minh hôm nay thì đã giành cái giải nhất Trung Quốc, là 125 thành viên là Trương Minh giải về giải nhất. Và con xe Trương Minh đi hôm nay là Six 10. Hôm nay Trương Minh phát biểu một chút cảm nghĩ của mình về cái giải đua ngày hôm nay và Trương Minh thấy sao? Okay. Rất vui và bon. Rất vui và bon. Ok. Có nuôi tiếp gì không hay là đã hết mình chơi hết mình chưa? Chưa. Vẫn chưa. Kinh thật. Xin phỏng vấn một chút, đây là bạn Quang đi Maric Pro 6 nhưng về giải tư cũng rất là khủng khiếp luôn. Quang thì thấy sao về cái giải này? Giải rất là vui và nói chung là rất là đông đảo những anh em phía kia Việt Nam đến tham gia. Nói chung là con không hơi thất vọng về cái thành tích của mình một tí. Tại vì mục tiêu đó đặt ra là được giải 2. Ủa, lão anh có được. Tôi lần sau lần này chưa được thì lần sau ta lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Phỏng vấn một chút là đây là bạn Phong đến từ Hòa Bình, cũng là người tham gia vào thi đấu cho bên Hà Nội Bay vừa mặc áo Maric Cross và thi đấu con CX10. Hôm nay thì Phong về top 6. Có điều gì niềm tiếc hay cái gì trao đổi một chút về cái giải của em thấy lần này thì sao? Lần này giải đua vui ấy, nhưng mà hơi buồn. Hơi buồn à? Hai vòng em đua thì hỏng cả hai đô rồi với bạn. Thế kết quả về 6 thì mình thấy có mãn nguyện không hay là vẫn có điều nối tiếp gì không? Lần sau em lấy giải cao hơn. Lần sau lấy giải cao hơn. Em thấy giờ các đối thủ đợt này thi đấu em thấy sao? Mạnh ạ. Rất mạnh đúng không? Các bạn rất là mạnh, chạy rất là nhiệt đúng không? Vòng 1 thì vòng loại thì chưa cảm nhận được nhiều, sang vòng này thấy khác hoàn toàn đúng không? Ok, cảm ơn ba bạn hôm nay đã giành thành tích rất là tốt. Thì là bên Hà Nội Bay sẽ có các cái phần quà thêm cổ vũ cho các bạn.